Chào mừng các em trở lại với kênh YouTube của thầy Lê Minh Đức GFP. Buổi học hôm nay thầy chúc các em dồi dào sức khỏe và có nhiều niềm vui trong học tập. Đây là kênh dạy học miễn phí giúp các em học giỏi môn toán từ lớp 6 đến lớp 12. Hôm nay thầy đồng hành cùng với các em 12 để ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đại học và cao đẳng. Video này thầy sửa bài số 4 tương tự câu 46. Sau khi học xong bài này thầy sẽ giúp các em hiểu tìm số nghiệm của phương trình hàm số hợp khi biết đồ thị của hàm số. Bây giờ chúng ta vào sửa bài tập. Bài tập số 4 tương tự câu 46. Cho hàm số fx có đồ thị như hình vẽ, số nghiệm của phương trình f của bình phương của fx trừ 1 bằng 1 là. Chúng ta có 4 đáp án. Trước hết, thầy nhắc lại các em một kiến thức như sau. Thầy cho một đường thẳng y bằng k là một đường thẳng cùng phương với trục hoành. Nếu đường thẳng y bằng k cắt đồ thị tại hai điểm, thì phương trình fx bằng k có hai nghiệm. Ở trên đồ thị, các em thấy nếu k bằng 1, tức là đường thẳng y bằng 1, sẽ có 3 điểm chung với đồ thị. Lần lượt có hoành đổi giao điểm là âm căn bậc 2 của 2, 0 và căn bậc 2 của 2. Nếu phương trình fx bằng 1 thì số nghiệm của phương trình fx bằng 1 bằng số giao điểm của đường thẳng y bằng 1 và đồ thị y bằng fx. Và dựa vào đồ thị thì chúng ta thấy có 3 giao điểm, cho nên phương trình fx bằng 1 có 3 nghiệm, đó là x bằng âm căn bậc 2 của 2, x bằng 0 hoặc x bằng dương căn bậc 2 của 2. Như vậy chúng ta xét phương trình fx bằng 1 có biến là x, thì x sẽ bằng âm căn bậc 2 của 2, x sẽ bằng 0, x sẽ bằng căn bậc 2 của 2. Tuy nhiên ở phương trình để cho f của bình phương của fx trừ 1 bằng 1, có nghĩa là biến đầu tiên đó là biến fx trừ 1 tất cả bình phương. Vậy khi đó số nghiệm của phương trình f của fx trừ 1 tất cả bình phương bằng 1, ta sẽ suy ra fx trừ 1 tất cả bình phương bằng âm căn bậc 2 của 2 hoặc bằng 0 hoặc bằng dương căn bậc 2 của 2. Vậy thì ta sẽ có lời giải như sau. Từ đồ thị hàm số đã cho ta có f của fx trừ 1 tất cả bình phương bằng 1. Điều này xảy ra khi và chỉ khi biến fx trừ 1 tất cả bình phương hoặc bằng âm căn bậc 2 của 2 hoặc bằng 0 hoặc bằng dương căn bậc 2 của 2. Vậy nên ta có tương đương với fx trừ 1 tất cả bình phương bằng căn bậc 2 của 2 hoặc fx trừ 1 tất cả bình phương bằng 0 hoặc fx trừ 1 tất cả bình phương bằng âm căn bậc 2 của 2. Chúng ta thấy phương trình thứ 3 này vô nghiệm bởi vì về phải âm và về trái lớn bằng 0. Do đó chúng ta chỉ còn hai phương trình ban đầu. Bây giờ chúng ta xét phương trình thứ nhất. Phương trình thứ nhất đó là f của x trừ 1 tất cả bình phương bằng căn bậc 2 của 2. Từ đây chúng ta khai phương hai vế. Chúng ta được fx trừ 1 sẽ bằng cộng trừ căn bậc 4 của 2. Chuyển âm 1 từ về trái sang về phải, chúng ta sẽ được tương đương với hoặc fx bằng 1 cộng với căn bậc 4 của 2 hoặc fx bằng 1 trừ căn bậc 4 của 2. Đến đây, số nghiệm của phương trình đầu tiên là bằng số giao điểm của đồ thị fx và đường thẳng y bằng 1 cộng với căn bậc 4 của 2. Đường thẳng y bằng 1 cộng với căn bậc 4 của 2 lớn hơn 1. Do đó, đường thẳng y bằng 1 cộng với căn bậc 4 của 2 và đồ thị y bằng fx chỉ có 2 điểm chung.
Do đó phương trình đầu tiên này có hai nghiệm. Phương trình thứ hai, fx bằng 1 trừ căn bậc 4 của 2. Số nghiệm của phương trình này bằng số giao điểm của đồ thị fx và đường thẳng y bằng 1 trừ căn bậc 4 của 2. Đường thẳng y bằng 1 trừ căn bậc 4 của 2 sẽ nhỏ hơn 0 và lớn hơn âm 1. Do đó, nó sẽ cắt đồ thị fx tại 4 điểm. Các em thấy như hình vẽ. Như vậy thì phương trình thứ hai này có 4 nghiệm phân biệt. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp phương trình còn lại. Đó là phương trình fx trừ 1 tất cả bình phương bằng 0 tương đương với fx trừ 1 bằng 0 và tương đương với fx bằng 1. Mà phương trình fx bằng 1 thì chúng ta biết chúng có 3 điểm chung. Cho nên phương trình này có 3 nghiệm. Vậy thì từ đây chúng ta kết luận phương trình đầu tiên có 2 cộng 4 cộng 3 là bằng 9 nghiệm. Về phương trình ban đầu có 9 nghiệm, chúng ta chọn đáp án B. Như vậy qua bài tập này các em cần lưu ý số nghiệm của phương trình fx bằng k bằng số giao điểm của đồ thị y bằng fx và đường thẳng y bằng k. Số nghiệm của phương trình f với biến fx trừ 1 tất cả bình phương bằng 1 thì chúng ta sẽ tìm được cái giá trị của fx trừ 1 tất cả bình phương. Từ cái giá trị của fx trừ 1 tất cả bình phương, chúng ta lại dựa vào đồ thị của hàm số f để chúng ta tiếp tục tìm cái số nghiệm của phương trình tiếp theo, đó là hai phương trình, đó là fx trừ 1 tất cả bình phương bằng căn bậc 2 của 2 và fx trừ 1 tất cả bình phương của 0. Và mỗi phương trình này chúng ta lại dựa vào cái đồ thị của hàm số f để chúng ta tiếp tục tìm số nghiệm của x mà như thầy đã trình bày trong bài giảng hôm nay. Đây là kiến thức cơ bản mà các em cần phải nắm vững để chúng ta đi tìm số nghiệm của một phương trình đã cho gọi là phương trình của hàm số chứa hàm số hợp. Như vậy bài học đã kết thúc. Các em nhớ đăng ký và bấm chuông để nhận được các video mới nhất của thầy YouTube Lê Minh Đức CSP. Thầy cảm ơn các em đã theo dõi bài học này. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.